Hello, xin chào cô chú bác và anh chị em. Mình đang có mặt tại thành phố Garden Grove. Hôm nay mình sẽ đưa cô chú bác và anh chị em đi vào xem căn nhà đang rao bán tại thành phố Garden Grove. Coi thử căn nhà này có gì đặc biệt không cô chú bác nha. Mình đang tìm chỗ đậu xe đây. Thì cái này cũng không có xa khu Việt Nam mình lắm. Nó cũng gần gần khu Việt Nam mình thôi chứ không có xa. Để coi căn nhà này có gì đặc biệt để mình vào chia sẻ nha. Nhà này thì mình nhìn thấy có một cái gara thôi cô chú bác nhé. Nhà này thấy nó có vẻ hơi là ở trước nhìn vô thấy nhỏ. Mình đi vào trong để mình quay cho cô chú bác xem. Và đây là cái sân trước mặt nhà này. Trước mặt nhà có cái cây cũng lớn lắm nha. Trước khi mình đi vào trong thì mình quay một vòng cho cô chú bác xem. Đây là cái phía đi ra sau được này. Cái sân trước nó vẫn còn rộng lắm. Phòng khách này. Nhà này thì hiện tại giờ nó đang để trống nha. Mình đi vào từng cái phòng ngủ này. Nhà này cái gỗ này, cái gỗ cổ này, nhà này chắc có lẽ người ta cũng sơn lại. Đây là cái phòng thứ hai. Đây là cái full bath này. Mấy cái đồ này cũng cũ rồi cô chú bác nhé. Đây là bồn tắm đứng. Đây là cái phòng phòng này kiểu như không phải phòng ngủ, cái kiểu mà giống như cái phòng ăn hay như thế nào đó. Nhà này cũng hơi là lạ nhé. Ở đây là cái bếp thì hơi nhỏ. Phạm vi bếp thì mình thấy hơi nhỏ nhé. Nhà này cũng ngăn nhiều quá. Không dập thì ở đây mình thấy có cái hát bát nhé. Đây, cái hát bát này, toilet này. Wow, nhà này mình cũng không hình dung ra được người ta làm ngăn chặn nhiều quá. Cái phòng thêm một cái phòng khách sinh hoạt nữa nhé. Cái này là mình nghĩ là người ta có thể là add ra thêm rồi. Thì cái khu vực sau thì nó mới nhìn rộng vậy. Nhà này không có central air, nhà này người ta để mấy cái máy lạnh kiểu. Mình nghĩ, để coi nè, bên này còn một cái khúc này nữa này. Cái này là cái phòng giặt nha. Phòng giặt thì cũng thoáng mát rộng rãi. Phía sau này cái vườn thì nó cũng rộng rãi lắm. Vườn thì hơi rộng, vườn 7.000 mấy square feet. Sau cái vườn thì nhìn thấy cũng sạch sẽ lắm cô chú bác. Ở đây có cái lối đi bên hông đi vô nha. Nhà này là có thể xây thêm được đó. Nhà này xây thêm ADU được. Ở ngoài này chặt mấy cái cây này là nhìn thấy rộng rãi liền. Đầu kia có căn nhà nữa thì mình không biết căn nhà nó như thế nào này. Đây có cái căn nhà này. Cái này là cái store gạch thôi chứ không có, không phải. Storage còn lớn. Đây là một cái này lớn là người ta ngăn ra rồi đó, bên này nữa này. Hai cái storage luôn, cũng lớn lắm nha. Còn một cái khoảng trống nữa này. Ở bên kia mình thấy có căn nhà đang remodel.
cái là cũng có hai bên là đều có xây bức tường rồi nhé. Chỉ có cái khúc bên kia là chưa có bức tường thôi. Cái nhà này là phá cái cây này ra là nhìn căn nhà nó rộng, là nhìn phía sân sau nó rộng rãi lắm. Cái căn nhà này cũng chẳng có gì mà nhiều để trong mà mình quay cho nó hơi lâu. Ở nhà này thì có 2 phòng rưỡi ngủ, 1 phòng rưỡi tắm. Diện tích ở là 1650 square feet, đất là 7200 square feet. Và cái giá bán đây cô chú bác là 849.000. Cái căn nhà này, đây là cái địa chỉ của căn nhà nha. Và đây là cái người đại diện bán căn nhà này, Mỹ Cấm Bản cô chú bác nha. Cô chú bác nhìn thấy căn nhà 849.000 chưa? Cho 850 đó. Ở đây là cái thành phố Garden Grove, nhưng đều nó nằm sát bên sát một bên Santa Ana cô chú bác. Thì từ đây ra ngoài Phú Lộc Thọ thì đi xe cỡ 8 phút tới 10 phút thôi. Cái căn nhà này người ta cũng sơn lại rồi, đồ đạc nó cũng cũ chứ không có cái gì gọi là mới hết. Rồi cái trong nhà thì mình thấy nó làm hết, nó tường chỗ này tường chỗ kia nó làm chằng chịt hết trơn á. Trong nhà nó tóm lại là không có cái gì đáng giá, trong nhà không có cái giá trị hết trơn của chú bác nha. Đó cho nên căn nhà này mà mua xong về thì phải cũng phải bỏ công ra để mà làm lại cũng không ít tiền đâu, cũng nhiều tiền đó, để làm cho cái vừa ý của mình á, với là cái khung với cái kiểu căn nhà nó là chan chéo, nó làm cho mình vô không có cái cảm giác cái căn nhà này nó ưng ý lắm. Ừ. Rồi còn được cái mảnh đất ở sau thì rộng rãi, thay vì căn nhà này theo mình nghĩ là ở cái khúc sau mà nó làm cái phòng khách rộng ra đó, cái chỗ đó là người ta add thêm đó, thì theo mình nghĩ căn nhà này cỡ 1.200 square feet thôi chứ không có lớn đâu, rồi người có thể là 1.200 hoặc là 1.100 thôi, rồi người ta mới add cái phòng thêm ở sau đó, phòng khách, thì nó làm cho cái nhà đó nó trở lên là coi như là 1.650 square feet, có thể người ta làm cái phòng đó cả 500 square feet đó, thì căn nhà nó mới được rộng vậy. Mà cái giá bán như vậy thì theo mình nghĩ thì so với hiện tại giờ mà những cái căn nhà mà kiếm 850.000 mua ở đây nó khó lắm cô chú bác. Mà khi mà nó lòi ra căn nhà 850.000 thì cô chú bác cũng nhìn thấy hiểu rồi. Vô thực sự mà nói là không biết có trả giá nên mua hay là làm cái gì luôn. Kể cả mình mua mình cho thuê cũng vậy, tại vì khi cái người thuê người ta nhìn vô căn nhà người ta cũng chẳng biết thuê làm ở kiểu gì, vì có 2.5 phòng ngủ thôi. Cái kiểu buồn cười lắm. Đó, đôi lúc mình nói là 850.000 mua căn nhà ở tại khu Bosa này mà một cái căn nhà như thế đâu cô chú bác. Nó không có cái gì để gọi là đặc biệt, không có cái gì để gọi là mình không biết sửa từ đâu mà làm bằng kiểu gì. Nó không phải là nhà cũ, cái nhịp đồng ý nhà cũ người ta đã sơn lại hết trơn rồi, nhưng đều cái căn nhà nó như thế nào nó không có hình dung ra được cái căn nhà luôn. Giống như mình nói là chỉ có được mấy đất ở sau thôi chứ nó không có gì để gọi là coi như là cho nên khi mình vào xem căn nhà này mình thấy không? Cô chú bác nhìn thấy không? Rất là ít người coi. Nhiều căn nhà mà ở Bô Sa mà để cái giá đó là người ta coi nhiều lắm. Nhưng điều thực sự mà nói là vì cái căn nhà này nó có 2.5 phòng giờ, ngủ thôi, và đồng thời 1.5 phòng tắm, cho nên cái căn nhà này không có cái gì để mà lôi cuốn để mà người ta đến xem căn nhà đồng ý cái giá. Mà hiện tại giờ cái giá mà 850.000 mà mấy cái khu vực này á, hiếm lắm của chú bác nha. Nhà ở đây đa số người ta để 900 hơn hoặc 1 triệu mấy chục ngàn, chỉ ít khi mà có những căn nhà mà bán cái giá 850 lắm. Mà kể cả 850 cũng đâu có nhiều người coi đâu, vì căn nhà nó không có cái gì để gọi là hấp dẫn mà lôi cuốn đâu người ta tới xem căn nhà này. Đó thì đồng ý là ở đây người Việt mình cũng đi lùng nhà để mua với cái giá đó, nhưng điều cái giá đó mà cái căn nhà nó có thể là 3 phòng ngủ rồi 2 phòng tắm mà cái diện tích 1.600 là ok rồi đó. Nhưng điều nó khi mà vô cái căn nhà mình phải có cái cảm giác căn nhà này phải sửa kiểu gì và làm kiểu gì. Còn đây thì với là cái căn nhà này nó bất tiện được một cái một xe gara thôi, cho nên nó làm cho người ta cũng dừng bước lại và người ta đến để xem và trả giá căn nhà này. Thì cái căn nhà này thì theo mình nghĩ nếu mà ai cần nhà để ở và để mua thì mình nghĩ chắc lại căn nhà này nếu mà mình coi được thì phải trả giá. Nếu mà so với mình thì mình nghĩ mình trả cái căn nhà này cỡ 780 thôi, 780 chứ mình không trả đến 800 nữa. Vì mình nói giờ mình phải bỏ ra 100.000 để mình làm lại cái căn nhà đó cho nó đâu vào đó.
chứ chẳng thà cái nhà này ví dụ đặt trường hợp gì chứ mình về mình revert cái garage lại lại thành cái phòng cho nó lớn hơn trong cái căn nhà đó, ok, cái garage thì không cần luôn. Vì ở đây đôi lúc thực sự mà nói xe người ta ít khi đậu trong gara lắm cô chú bác. Cái gara mà có rộng rãi thì người ta cũng trơn thành ra một cái chỗ mà ở, chứ người ta không có đậu xe đâu, vì đất đai đấy nó hiếm lắm. Thì hôm nay mình đi xem căn nhà ở Phan Thành Valley rồi, xong rồi bắt đầu là mình đi quay phim nhà hàng mới mở tại Busa, rồi bắt đầu mình quay qua đây để mình soi, mình quay căn nhà này luôn, thì mình đi tiện một vòng luôn đó cô chú bác. Trời hôm nay thì cũng nóng nóng nhưng điều nó cũng không đến nỗi gì mà giống như những cái thành phố khác, Corona hoặc là Riverside, cái nóng nó cũng dễ chịu lắm đó, cho nên mình đi tiếp tục mình đi để mình sau căn nhà này chắc là mình phải về để mà lo những cái công chuyện khác nữa cô chú bác đó. Thì cho nên mình vì sao là mình đi qua căn nhà này là vì mình thấy cái giá cả nó cũng hợp lý quá, và cũng có nhiều cô chú bác và anh chị em cũng nhắn cho mình muốn tìm những cái căn nhà mà cái giá cỡ này, thì khi cho nên mình đến để mình chia sẻ cho cô chú bác biết được cái căn nhà mà như vậy 850 ngàn thì nó có cái gì đó. 850 ngàn ở đây hiện tại giờ mua một căn nhà rất là khó cô chú bác nha, cho nên mình muốn chia sẻ đến cô chú bác, và có nhiều người anh chị em cũng ở xa cũng muốn dọn về đây cũng chưa có hiểu được là cái nhà cửa ở đây như thế nào. Thực sự mà nói ở cái khu Bosa này nếu mà đặt trường hợp bây giờ trừ mua cái nhà dưới 1 triệu, đó là mình nói thật, thì căn nhà nó sẽ không có vừa ý của mình, và căn nhà cũng về phải bỏ lại thêm mấy trăm ngàn nữa để sửa hoàn hảo để ở. Thì cho nên hiện tại giờ á, nếu mà mình bỏ ra 900 ngàn mình mua căn nhà cũ đi, nhưng đồng ý căn nhà cũ nhưng được căn nhà đó cũng là được 1.600 square feet và 2 xe gara, và cái diện tích trong căn nhà hoặc là cái khuôn khổ trong căn nhà làm như thế nào mà để cho mình có thể là sửa sang lại như thế nào làm cho căn nhà nó dễ coi hơn đó, chứ không phải giống như căn nhà mình mới quay đây, thì mình đáng để mình mua 900 và đất cả 7.200. Đất cái nhà này là ok, đất 7.200, mà hiện tại giờ ở đây bắt đất 7.200 là cái đất cũng là good rồi cô chú bác nha. Cái diện tích nhà là cỡ 1.600 square feet hoặc 1.700 square feet, nhưng điều cái khuôn khổ nhà nó hư hỏng cũng được, ra hết hư hỏng thì mình về mình sửa lại, còn hơn là cái căn nhà mình mua 800 ngàn mà rút cuộc lại là về mình không có thể nào xoay sở làm sao mà thành cho căn nhà 3 phòng ngủ 2 phòng 8 mà nhìn cho nó có cái nó open mà cho nó rộng rãi và nhìn cho nó dễ coi đó, cho nên mình cũng nếu mà mình thì mình cũng đi kiếm những cái căn nhà cũ cũng được, nhưng điều nó có cái khuôn khổ mà để mình về mình sửa lại được đó. Chứ còn ở đây mà kiếm căn nhà mà hiện tại 900 ngàn là đã khó rồi cô chú bác nha. 900 ngàn, đây là cái đó, cho nên mình nói cái khúc này nó cũng nằm ra phía ngoài cái trung tâm Bosa đó. Còn nếu đặt hợp mà nằm trong cái khu Bosa luôn, trong cái trung tâm luôn á, là cô chú bác kiếm nhà 1 triệu không có đâu, có thật luôn á. Nhà 1 triệu hiện tại giờ rất là khó có kiếm trong cái khu Bosa của mình đó. Gần Phú Lộc Thọ cách nửa mai hoặc như này kia thì rất là khó, toàn là nhà trên 1 triệu. Mà nếu mà mua được cái nhà 1 triệu á, thì bảo đảm là cái căn nhà đó cùng cỡ đất cỡ 6.000 mấy 7.000 và cùng cỡ 1.500-1.600 square feet thôi, cỡ 1.400-1.500 square feet thôi. Và trong nhà là phải chắc chắn là phải sửa lại, nếu mà căn nhà mà cỡ 1.500-1.600 square feet, đất 7.200 mà nằm trong cái khu Bosa của mình mà ngay trung tâm á, nếu mà mua mà căn nhà không cần phải sửa mà mua về địa điểm tốt mà, là cái căn nhà đó ít nhất cũng phải là 1.200.000 cô chú bác nha. Cho nên 900 ngàn nó có cái giá của 900 ngàn, và giờ trừ mình cho cô chú bác xem căn nhà 800 ngàn 850 ngàn thì có cái giá của 850 ngàn. Cho nên đôi lúc mình cũng muốn chia sẻ cho nó rõ ràng và thực tế để cho cô chú bác và anh chị em khỏi confuse, và đôi lúc đi kiếm nhà rồi cũng không biết 900 ngàn mua nhà như thế nào và 1 triệu mua như thế nào và 1 triệu mốt như mua như thế nào. Cho nên là chính là dưới 1 triệu mà mua một cái căn nhà ở khu trung tâm Bosa mình đó, là chắc chắn về là phải sửa. Mà không phải nhà to đâu cô chú bác nha. Thì mình cũng chia sẻ một số nhà tại khu Westminster, khu Bosa cho cô chú bác xem rồi đó, nhà 1 triệu như thế nào đó. Đó thì vừa rồi mình coi một căn nhà có 1.200 square feet thôi mà cái giá bán là coi như cả 900, nếu mà mua cái nhà được cái nhà đó là ngay trung tâm đó là phải 1.050.000 đó, mà có 1.200 thôi thì tất nhiên một cái căn nhà mà cỡ 1.500-1.600 tới 1.700 square feet mà nhà ở được vô không cần phải sửa sang gì hết đó, mà ngay trung tâm luôn thì chắc chắn là 1.150.000
cái đó là cái giá bèo nhất là 1.150.000 các bác. Cho nên đôi lúc mình cũng muốn chia sẻ cho nó thực tế để trong cái thời gian mà cô chú bác và anh chị em đi kiếm nhà để mua, khỏi confused và khỏi suy nghĩ là một cái nhà đó bán 1.000.000 mà sao xấu quá vậy. Đó là nếu mà mình muốn ngay trung tâm nó khác. Còn nếu mình muốn mua những căn nhà mà 1.000.000 mà đẹp á, là mình phải đi cách xa 20 phút lái xe, ví dụ như mình qua Anaheim, qua những cái thành phố lân cận đấy thôi. Còn nếu đặt trường hợp mà 1.000.000 mà mua trong này thì những căn nhà nó ok thôi, chứ không phải là đẹp lắm mà không phải là rộng lắm đâu cô chú bác nha. Đó, cho nên đôi lúc mà mình cũng muốn đưa ra rất nhiều, chia sẻ rất nhiều những cái căn nhà, nhiều thành phố để cho cô chú bác và anh chị em hiểu rõ hơn, và những cái gì mình chia sẻ, mình nhận xét và mình chia sẻ để gửi đến cho cô chú bác và anh chị em khi đi kiếm nhà, mình không có bị mất nhiều thời gian, tốn nhiều thời gian. Vậy thôi, mình cũng xin dừng cái video tại đây. Mình cũng cảm ơn cô chú bác và anh chị em trong thời gian qua coi rất nhiều video của mình ra hàng ngày, và cũng làm cho mình phải nói là tiếp tục không ngừng không nghỉ để mà đi tìm hiểu cái cuộc sống và nhà cửa và ăn uống những cái nhà hàng và tại khu Việt Nam Bosa, cộng đồng Việt mình, người Việt mình lớn nhất Nam Cali. Thôi mình dừng video tại đây. Chúc cô chú bác và anh chị em những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, luôn luôn mạnh khỏe. Và một lần nữa mình cũng xin cảm ơn cô chú bác và anh chị em tiếp tục theo dõi những cái video mình ra hàng ngày. Và thôi, xin chào tạm biệt cô chú bác và anh chị em nha. Bye bye nha.